đi 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 đi. Thank you.
xe dẹp đường ra. À vẫn đến này anh. Đây đây. Hoành tráng lắm. Đúng. Tháo cái ngoài này này. Tháo một tay ở kia được. Con đây là con đấy. Làm lễ niệm Phật cầu gia bị và chào quốc kỳ.
cũng như chào mô bản sư thế ca mâu ni Phật, tất cả trang nghiêm để chào quốc kỳ. Trong ban ngành lãnh đạo gần xa và tập phương làm chùa tô tượng đúc chuông, trong ba việc đấy tập phương liền lại thì làm cái mục đích gì, mục đích gì mà nên làm? Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải thông qua vấn đề nước cá lợi thật. Thì làm một việc rất mới cho Phật giáo Việt Nam trong kỳ này. Khi trước thì chỉ có làm chùa tô tượng đúc chuông rồi. Thế này vì những điều linh dị, kết quả của xá lợi Phật như thế nào thì Chứa Môn vừa mới giải thích, nào là nửa tam muội, nào là những chất tinh túy của Phật, của các Phật thánh tăng cao tăng. Đây là giờ phút linh thiêng, lửa tam muội phá tan hắc ám, lửa phát lên phá sạch vô minh, lửa bừng lên luyện thành pháp khí, lửa sáng lên trí tuệ độc sinh. Chúng ta tha ông Nguyễn Văn Nguyên, ông Nguyễn Văn Thành rước lửa ra để khai hỏa ngày hôm nay. Chúng ta cho những cái tràng nhạc cùng nổi lên để các quý vị trong hội cồng chiêng, chúng ta hãy dâng cao những tiếng cồng chiêng để cùng bước chân rước rước ra ngoài. Gần quá có khi lại nó che mất cái khu.